Chào anh em nhé, Lương Máy Bay đây. Hôm nay thì mình đã vào chủ đề luôn. Có thể mình các bạn tìm thấy video của mình là các bạn đang bị mất flycam, hoặc những anh em subscribe kênh mình từ trước ấy cũng đang bị cái tình trạng là mất flycam. Nên anh em muốn xem cái video này để xem những cái bước để tìm thấy flycam. Chỉ trong cái video lần trước mình đã bị mất flycam, mình đã ghi lại cái hành trình bị mất. Mình đã tìm thấy flycam. Đây, nó đây, nó vẫn còn nguyên vẹn. Nó đã bị mắc kẹt ở trên đỉnh núi 24 giờ đồng hồ và mình đã tìm thấy nó bị rơi trong một bụi cây. Mình sẽ chia sẻ luôn cái cách mà mình đã tìm được flycam ở cái video này nhé. Nhưng mà điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đầu tiên ấy là phải bình tĩnh. Bởi vì khi mà flycam nó bị mất tích, nó bị rơi xuống với lượng pin của nó không bay, nó còn có thể sử dụng được trong vòng 1 đến 2 tiếng thì cái app DJI Go 4 hoặc cái app DJI Go nó vẫn hoạt động, vẫn kết nối để phục vụ cho quá trình tìm kiếm. Nhất chính xác là cách mình đã sử dụng để tìm thấy flycam. Và trong cái tình huống đầu tiên khi flycam bị rơi, chúng ta phải định hướng trước. Chúng ta có thể định hướng trước ở trên bản đồ của DJI, mà nếu mà nó ở vị trí thoáng, dễ nhìn thấy, dễ nhận biết thì chúng ta có thể là đi lấy flycam về luôn. Nhưng với trường hợp flycam bị rơi ở những chỗ khuất tầm mắt, rơi vào bụi cây, vào bụi cỏ, những vị trí khó tìm, chính xác là như cái tình huống của mình vừa xảy ra, chúng ta phải tiến hành bật app DJI Go 4 hoặc app DJI Go đối với các loại flycam khác vào mục Find My Drone. Ở trên cái ứng dụng đó, nó sẽ hiện lên một cái bản đồ chỉ khoảng cách giữa bạn và cái flycam. Khi lại gần khu vực đó, nếu bị địa hình bằng phẳng, dễ thấy thì đơn giản rồi, chúng ta có thể tìm thấy luôn flycam. Nhưng nếu cái tình huống khi mà đến đó những cái bụi cây, bụi cỏ nó làm khuất cái flycam đi, hoặc flycam của chúng ta trùng với cái màu của cái môi trường và địa hình, đến lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng của mục Find My Drone, đó là Turn On ESC Beeping, có nghĩa là bật những cái âm thanh beep beep nó phát ra từ flycam ấy. Mục đích là để cho chúng ta nghe thấy flycam. Bên cạnh đó của cái chức năng này ấy, nó còn có một cái chức năng thêm nữa là Turn On LED Flashing, có nghĩa flycam nó sẽ kích hoạt những cái đèn nhấp nháy để chúng ta có thể tìm thấy được ở trong những chỗ tối. Những chỗ trùng màu với những vật thể khác thì những cái đèn LED của nó sẽ chất nhấp nháy để báo hiệu cho chúng ta. Lưu ý cho cách này, khi các bạn bật, các bạn chắc chắn là mình đã ở gần nhất với flycam có thể, để có thể nghe được cái tiếng của nó. Tránh bật ngay từ đầu thì nó sẽ bị hết pin vì kêu và nháy quá là nhiều. Trong cái trường hợp 1 đến 2 tiếng đầu các bạn đã tìm thấy flycam, các bạn đã tiếp cận được cái khu vực bị mất và flycam đảm bảo không bị rơi xuống nước, không bị văng pin ra ngoài, thì cái cách này nó hoạt động rất là hiệu quả, là có những cái âm thanh tín hiệu báo. Nhưng nếu mà rơi đúng vào cái tình trạng như mình ý, là khi rơi xuống mình đã phải loay hoay để leo lên đỉnh núi, thế nên là phải mất đến tận 24 tiếng đồng hồ mình mới tìm ra flycam, phải loay hoay để tìm đường leo lên nên mất nhiều thời gian. Và một cái trường hợp nữa, khi mà rơi xuống pin của flycam nó bị văng ra ngoài, rất nhiều trường hợp như vậy, khi rơi xuống pin bị văng ra và cái chức năng báo hiệu bằng đèn LED, báo hiệu bằng âm thanh lúc này nó không hoạt động nữa. Thì lúc đó trên cái app DJI Go 4 nó vẫn ghi lại cái bản đồ của cái quá trình mất tích, cái vị trí mất tích flycam, cái vị trí mà chính xác nó bị mất sóng ấy. Chúng ta cứ bình tĩnh đến địa điểm đó, mặc dù lúc đấy đã hết pin giống như mình 24 giờ, flycam không còn pin để báo hiệu nữa, và mặc dù có thể là pin nó bị rơi ra, thì chúng ta vẫn còn một phương án nữa, đó là tìm đến cái điểm mà cái app DJI Go nó đã đánh dấu cho chúng ta. Tìm đến điểm đó, chúng ta cẩn thận tìm kiếm 10 đến 20 mét bán kính xung quanh cái điểm đó. Và trường hợp mình có giống hệt như vậy, flycam ở trên đó 24 tiếng hết pin, nó va chạm trên đỉnh núi và nó rơi xuống vách vực và một cái bụi cây nó bị khuất, nhưng mà mình vẫn cứ tìm kiếm nó trong vòng 1 tiếng đồng hồ gì đấy, mình vẫn tìm kiếm xung quanh những cái bụi cây, những cái vị trí xung quanh cái điểm mà cái app DJI nó đã đánh dấu cho chúng ta. Thế nên là cố lên anh em nhé. Thật là tuyệt vời khi flycam mình tìm được nó vẫn hoạt động ổn định và cái quả pin cạn sạch
sạc lên cell vẫn đều, mình test bay thấp để xả pin thì điện áp nó vẫn ổn định. Và cuối cùng cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên chia sẻ với cái bài viết này với ai đang bị mất flycam nhé, với những anh em nó đang bị mất flycam. Và một điều quan trọng hơn là nếu mà các bạn tìm thấy flycam, hãy để lại comment ở dưới để mình chúc mừng nhé. Còn nếu không tìm được flycam hoặc bạn bị mất flycam trong tình huống nào đó, hãy cứ để lại comment. Biết đâu một cuộc thảo luận nhỏ của anh em hoặc của mình comment với anh em có thể giúp được anh em tìm được flycam sau đó thì sao? Có thể lắm chứ. Mình đã bỏ cái ý định để tìm cái flycam này. Sau 6 đến 7 tiếng đồng hồ mình loay hoay leo trèo, mình không tìm được đường để lên ấy. Mình đã bỏ cái ý định, nhưng mà sau đó có một người anh của mình, anh đã giúp mình cùng tìm flycam đó và cuối cùng đã tìm ra. Đúng rồi. Trong nhiều tình huống có một người nữa, hai người nữa trợ giúp cho chúng ta thì việc tìm kiếm nó trở nên dễ dàng mà. Cho nên là nếu các bạn mất flycam ấy mà chưa tìm được, đừng do dự, hãy cứ để lại một comment để biết đâu mình đã gặp rất nhiều tình huống rồi, mình có thể tư vấn được cho bạn một chút để bạn tìm một flycam của mình thì sao. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé. Mình đang dần xây dựng một cái danh sách về các bài hát dành cho vlog, dành cho video về flycam du lịch và dành cho những anh em freelancer muốn dùng nhạc để áp dụng cho những cái project của mình ấy. Có cả bản quyền và không bản quyền nhé. Mình đang xây dựng cái danh sách này, mình có chèn thêm cả phụ đề tiếng Việt. Và cái phụ đề tiếng Việt thì mình chưa xây dựng được 100%, mình xây dựng dần dần thôi. Nhưng phụ đề tiếng Anh thì mình có chèn hầu như là tất cả các video nhạc đấy, để anh em có thể là hiểu được cái nội dung của cái bài hát để dễ dàng để ghép hơn cho video flycam của mình, video vlog của mình hoặc video của một project freelancer nào đó của các bạn. Nếu các bạn có quan tâm thì xem ở dưới phần mô tả phía dưới video nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo của kênh Lơ Máy Bay nhé. Chào anh em. Bây giờ hiện tại thì mình đang dùng camera trước để quay. Thì sau 2 ngày vất vả, đây chính là cảnh vật. Mình leo bắt đầu leo từ dưới kia. Và có hơn 50 mét cơ. Cái ngọn cây kia nó hơn 50 mét kìa, 50 mét là mình bay song song. Mình chạm đúng cái ngọn kia, mình lên trên đấy không thấy gì. Mình phán đoán là nó bị rơi xuống những cái bụi cây ở dưới này. Đây, em nó bị mắc ngay dưới đây, bị rơi từ trên này xuống, chém một vài cạnh bên đấy. Và lúc đầu mình suy đoán là bị mắc ở trên cái ngọn đấy rồi, nhưng thực chất là không phải. Nó rơi xuống dưới vách này. GPS nó định vị rất là đúng, tuy nhiên là GPS đấy nó, chúng ta phải chìm cái bán kính xung quanh khoảng từ 20 đến 30 mét một cách kỹ càng. GPS nó không thể định vị chính xác 100% cái chỗ control của chúng ta được. Vậy cho nên là lúc nào cũng cần suy luận luôn các bạn. Mừng quá, mình tìm thấy rồi. Thôi để về nhà kiểm tra sau, mệt quá. Giờ phải kéo xuống thôi.